ai dân chơi biết nghe phát biết nhạc này nhạc gì luôn. Thuốc dán bàn chân công ty Bình Minh đây nè. Nào các dân chơi nghe phát biết nhạc này nhạc gì luôn. Ai có làn da khô khan sần sùi, ai không ngủ ngon, ai hay mệt mỏi, ai bị hôi chân, hôi nách, hôi mồm. Hãy nhớ, hãy nhớ. Công ty thuốc Bình Minh xin được hân hạnh giới thiệu sản phẩm số 234 thuốc dán bàn chân. Dược thảo này giúp cho ta giải độc cơ thể, giúp da tươi mát, giảm thấp khớp suy thận, thư giãn gân.